Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện bắt quả tang đối tượng Hồ Minh Anh Quý, tên thường gọi là Quý Bồn, 30 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Gần đây, thông tin về đối tượng Quý thường xuyên đến các quán nhậu, nhà hàng trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, Lý Thái Tông để đặt vấn đề bảo kê thu tiền hàng tháng từ 7 triệu đến 10 triệu đồng, được Phòng Cảnh sát hình sự đám bắt. Nếu quán nào không đồng ý, Quý sẽ đến lúc đông nhất để đập phá bàn ghế, đuổi khách khiến chủ quán lo sợ phải chi tiền. Trưa ngày 5 tháng 4, khi đến một quán nhậu lấy tiền bảo kê, Quý bị các trinh sát mật phục bắt quả tang, thu giữ đầy đủ tăng vật. Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận hành vi vi phạm của mình.